từng sống ở Sài Gòn như ở đợ. Dạ tụi tao đang bóng nên tao xin là ở chợ. Mà thôi đi về quê tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Và tao có thằng bạn đang đứng ở đất châu đốc là gangster. Nó cứ nhắc với tao biên giới có cái khu là casino. Thằng anh đang cầm bên dưới người đi vào đi ra đi vô. Nhưng tao nắm hết tỷ số thích nhanh như nhà Gatiso. Khi đêm xuống phố lên đèn nó nói là đẹp như Tokyo. Nghe radio phát sóng đầu làng đang tiên dương anh tư. Mày phải nghe gì tiền anh có mày thèm nhỏ dãi. Anh từ bỏ luôn công việc thành thị về quê công tác nhưng anh không có bỏ ai. Dạ, trồng cây xanh nông nghiệp, việc anh nhiều có khi không kịp. Những món mặt đều là đồng nghiệp, sức hẹn như hội hồng hứng trong tiệc. Phong cách anh cũng khá đơn giản, khi đi ra đường anh ngồi trong xe. Thấy anh cầm hai viên ngọc bích công việc bé bé thì anh không khe. Anh có thờ là quan nhị ca và anh luôn chăm lo cho chị cả. Muốn dạng xưng anh chồng mình qua để ngủ đầy khó bên trong bình đá. Trên bàn ông thiên anh đốt đèn dầu, phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu. Làm ông chủ của cái phố đèn màu, cuối đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu. Anh thích nghe nhạc khi anh đục mì gõ, công việc của anh là cái đứng chỉ chó. Có mấy thằng quậy ở cái đó chuyện nhỏ, nắm đầu kéo nó ra đằng sau có cái xăng liền giỏ. Công dụng của anh là đi đá gà chọi, chơi từ miền Tây cho đến ra Hà Nội. Anh không gì ngoài tài sản cả khối, mà cái danh là Đại Tây Nam cũng do người ta gọi. Yeah. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cắt sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cắt sống từ Đại Tây Nam. Ngoài sông Cửu Long anh là ôm chùm ở trong cổ đông. Mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, lên tay tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngũ long môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm dỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công là mày có quyền nói chuyện với ông. Và có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bụng nó giống cái chén trà trên bàn đến mặt vượt ngồi với hoàng huynh. Nghe pháo nó đùng đùng và đây chứ mấy thằng đại lô Việt ta khai dương có lân sư rồng đánh chống nó tùng tùng. Mà cũng công nhận là nó không hổ danh lão đại Tây Nam, nói gì thì cũng đúng. Ngào nhân và ngồi hàng nguyên tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh để lại càng duyên. Đủ cay mồi ngon được lựa chung với bạn hiền. Nghe đàn tranh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi vàng yên. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cắt sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cắt sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Là một thằng nhóc làm thương gia, chịu nhiều khổ cực biết đời không thương ta. Có thù phải trả còn giúp tao
xin đà tạ. Nếu mày muốn nghe hết thì phải cùng tao vươn xa. Tao học cách tồn tại và đứng lên lấy khăn lau nước mắt và tao buộc ở ngang đầu. Chẳng cần thiết mà đấu khẩu với tụi mày để làm chi, nó chỉ khiến tao phải khang hầu. Trên lầu cao tao đeo cái vòng mão lên quan nói chuyện với đồng bào, xong việc xong đi tiệc với trưởng lão, rủ cây mồi ngon ngắm mấy con hồng đào. Là mày vẫn đang còn thắc mắc tại sao tao lắm chí và đa mưu, bởi vì tao là con cháu người họ Nguyễn mà cứ lấy sự thi ra mà tra cứu. Dẫu ghét tao nhưng mày chỉ là tầm phu, muốn được kết thân nhưng mình không là bằng hữu. Nhét vào khối óc mày thì biết bao lần đủ, vậy cái thằng tiểu nhân thì thôi chứ bằng ngủ. Sống trong bang tao có tính hiên ngang và tao quyết không tham, chỉ có mấy đồng bạc đi từ Á Đông Âu thì mình quá thân nhau để mình chết chuyên sau cùng nhau mới đồng địa bàn. Nhưng mà lòng tao lại càng kêu giang sơn hiệp trở nên tao phục hàng kêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em tao kết nghĩa đều là đại trượng phu. Sang khắp trong vùng miền mà mày luôn đi hơn thua lấy cái danh vùng quyền. Thôi bây giờ mày quên con gán đi, làm một bài nhạc thật là đáng ghi. Buốt hết nước mắt khi mày gán mì, quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ. Let's go. Của tao đã cố mà chống chọi đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn cho. Thằng đầu đàn với công không ngại khó để cho anh em có thể ngồi bàn to. Khi quạt chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ, bạn sự tùy duyên mà kể không cần lo. Muốn ngồi viết nhạc ở mình trong phòng nhỏ, tóm lại là không có thích chuyện vòng vo. Khi mình quá thân nhau để mình chết chuyên xong cùng nhau mới đồng địa bàn. Nhưng mà lòng tao lại càng kêu giang sơn hiệp trở nên tao phục hàng kêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em tao kết nghĩa đều là đại trượng phu. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, nhưng vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa hư. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, nhưng vật thờ là con quỷ dữ. Nhưng trời ban cho một bộ não vàng, ta thích chơi nhạc và thích làm thơ, vẽ thiên cơ trên bàn cờ, làm những điều các ông hoàng mơ. Kẻ muốn ngang cơ phải xếp hàng chờ, cấp tư hải kết bạn đồng giao. Còn chuyện công lao có đáng là gì, ta thà về quê nhà mình trồng rau. Còn gì hồng bao không đáng mà quỳ, lấy kinh nghiệm ra dạy đồ nhi. Gặp hiểm nguy phải ráng mà lì, bạc tiền lỡ danh thì có là chi. Còn lại nghĩa khí không bán mà thi ha. Nam châu thế gian đường đường ta có bước chân hành tung. Không ăn trần đời chủ yếu có tâm thành chung, không tham danh lợi chỉ kẻ tủ yếu thích chăm đầy chung. Ta muốn cuộc sống có chiếc cơm đầy vung, non sông nước biết đến gặp và ngắm cành tùng. Ngang dọc đủ tứ phương, kinh nghiệm đang có tứ lỗ tường. Thăng trầm không ngại mặt gió cương nên cố cương, dẫu biết thật khó lường. Từ Bắc chí Nam đều là đồng hương, có quả cùng chia, có phúc cùng hưởng. Huynh đệ đồng cam vượt mọi trùng dương, hiểm nguy ngoài kia ta quyết đi cùng đường. Let's go. Ta là dân nước Nam, sông ở sông Cửu Long. Hãy subscribe.
nên câu rap của tao còn linh. Đặt trong mình một thái cực khác vì có trực giác đời không còn xinh. Khi mình sống mà không tà pháp, chẳng dùng quà cáp để kiếm đường binh, thì chuyện thần tình mình tính là khác, cũng không thể ác hơn bằng thần linh. Yeah, giống với cương bằng nhu thì mày nên hướng tới cương bằng xu. Khi thằng tướng mới nó cương này cu, nhìn tụi mày lú chắc cương mày ngu. Chú muốn sống mà mong trời ban, dạ chú không sáng đòi sang là sao. Nhìn lên trời thấy thánh nhân là tao, mày tâm tà giáo hỏi sao mà thân. Sống trong xã hội thực tế luôn có cái tiền và vàng, con người cũng chỉ là một cái thực thể luôn bị bào mòn qua nhiều cái thời gian. Không cái khó thì nó là cái khôn, nhưng cái sự lười biến tiến triển thành lòng tham. Wow, thấm bao câu cũng chẳng có được bao lâu để cho tao thấu để kiếm đồng vàng. Anh em Hà Nội tới đất mũi Cà Mau, cúi đầu đó không phải là tao. Chơi bằng tình không cần kính hòa nhau, ý mà tính là sao đâu dễ ăn lính nhà tao. Nhạc bằng tâm có cái tầm xứng đáng, tôn trọng tao làm việc phải chính đáng. Không bao giờ tao thèm đi tính toán, còn cái tính tao ngàn thắng con trời đang chứng giám.
Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng. Gươm đau tôi dắt trên dây đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà mày thù hằn mấy đứa anh em. Thì đau tôi dắt trên dây sẽ có ghi tên mày trong đó. Nghĩa khí một thời vang, không thấy đời gian bắt quen làm họ mà ta chọn nên chiến với đời gian. Hiểm nguy ta mang nơi trước ngõ, khi cái thù la liếm vẫn đợi canh. Hiên ngang ta bước như có thể lúc nhỏ quyết tâm lòng sạch hết căn bả lời danh. Sống đời xô ngã thì ai nâng, lúc cần anh em đều có sẵn. Trời do tồn tại đi lại bằng hai chân thì không nên hành xử kiểu bốn cẳng. Anh em đồng chiến gặp được ta cùng tiến, dịp đi bao hồn quyến khiến người đời u mê lắm. Lúc khó khăn mà đằng chung cùng nguyến là cái ta cùng liếm mà cái người đáng chế. Giang hồ dậy sống là quyền gây.
tao sống nguy nga. Tiền đồng tiền vàng vì tao đây có tài can. Việt Nam tới Cam anh em tụi tao cùng đi hàng quang. Yeah. Hàng làm ăn kinh doanh bày bán. Thời gian sắp vai anh em bên tao đợi không màng. Xin vai đồng vàng, giới đồ sang, làm sao cho sang, chỉ chơi ngang tàn. Xin vai đồng vàng, mong thời gian càng lên dư an, sống không thơ than. Sau một đêm còn là mấy phần trăm, trang sức tao ném ở đầu nằm. Tụi tao chơi hip hop kiếm tao bully mới sẽ cu qua tao chất như tàn học. Chỉ cả hồng mong trong em ngủ trên lầu 2, không trong mong chỉ muốn nghĩ ra nhà hay. Anh em thân của mày lão đều cùng vai đâu phải đứng cả một chai mấy ông lái gạt lay on. Yeah, tao phải thiết kế nhạc tinh hoa, bản sắc Khmer và kinh hoa. Lúc trên con biết như là ninja, đây là kinh nghiệm sách vở mình phải in ra. Dùng có cái nhạc chiêu nên tao cũng ngại thu, biết là thuốc bổ cho tao là đại phu. Sản phẩm như này nhưng mà chú ngại chi, chứ cái chí lại ngu mà nên chú lại đi. Vì tao đây có tài can, Việt Nam tới Cam anh em tụi tao cùng đi hàng quang. Yeah. Hàng làm ăn kinh doanh bày bán, thời gian sánh vai anh em bên tao đợi công màng. Tiền vai đồng vàng, giới đồ sang, làm sao cho sang, chỉ chơi ngang tàn. Tiền vai đồng vàng, mong thời gian càng thêm dư an, sống không thơ than. Đây chính con lai con nông ăn tặng tận nhàn con thò đó bọn chúng chia tận mây kết mày hòa đến đâu bàn tròn tròn đòi sang đi tiệp đến đòi tiệp ở đất bò. Giờ trong chi là cô nè thầm mày thầm lớn thì cả láng xót rai. Đèn brok đèn srai thì túi đập anh ruột khăn ông rô bay này. Smoke trọng kê tròn xua thay khả nhóm thơ quầy. Dù quên giọt hà lâu mê phép xong đầy. Sang là phát xa hát mây dân huyết dùm rau khá giá tàu đôi thầm mày. Bao năm qua bỏ công cán đâu dám nghỉ ngơi. Đi chân đất nhưng mà nhà bốn tấm rượu hay trăm công chứ đâu có giận chơi. Những cái đồ lên anh vua một cõi thiên ngang tầng bước vào ngay. Tạo ra vàng có chính những bọc sỏi bóng loáng như bông lúa con người sốc sờ quay. Dẫu thôi ta không thích mày làm trò, nhưng tôi tiếp tao phiêu biết mày đàn bò. Muốn sao lá gan thì cứ để coi thằng nào cũng đứng dựng cho đến khi tàn cờ. Đừng hỏi về thành quả đạt được ở bao nhiêu, quan trọng chỉ chăm đất và cái đầu cái đầu tiêu. Và không nhìn tâm của tao sáng, sống sao cho đẹp là cái thứ mà tao yêu. Xương gió sáng chết dính lên cây khô. Đình thờ khắp phố lòng thành tín ngưỡng chùa chiền xây dựng quy mô to. Nếu mày tham quan nhưng mình đừng có đụng chạm đất trọng, người đông mày phải đi bằng ô tô. Sống ở đây mà tất cả sống ở đây, và nếu có chuyện lỡ tay mày làm khi mày cố để cho người ta thấy mày hay, nhưng đừng để phát hiện là mày tham. Ở trên người buồn ngại đã hộ thể quỷ ma, còn chết nó chi là người phàm. Dân đất sốc phải để cho họ thích, đừng để cho họ ghét thì nhà của người ta. Chỗ của tao sống thì có ba dân tộc và kinh qua cơ mẹ không có ai xâm nhập. Phong tục tập quán đã số theo tâm Phật và bản tính người dân họ vẫn luôn chân thật. Đừng để tên mày có ở trên hình nhân và nhang đèn kính bay ở trên nghìn năm. Thần chú được đọc trước khi lên hình xăm, miệng mày phun độc thì đừng hỏi sao mình câm. Người thiệt trong năm đời của nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể. Không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Mỗi tháng trong năm đời của nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể. Không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tâm thêm vài lần xin qua chùa cúng thành tâm thỉnh lên Phật về thờ. Ăn mặc đây còn theo cái truyền thống, thầy pháp xưa vẫn còn đeo khuyên vòng. Nếu mày học mạng cũng chắc có tiền nông, đến với ốc bông bóc chiêm ngưỡng con thuyền đồng. Mỗi tháng trong năm đều có nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể. Không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Mỗi tháng trong năm đều có nghi lễ, người chết quân vàng ở trên thi thể. Không nhìn người khác ánh mắt khi dễ, bị lạc vô đây mày không thể đi về. Những con gà chiến có bộ vảy là án thiên án vân, còn có giá cao cũng chẳng thu con gái bán duyên bán phận. Và khi ra đòn chính xác thì không có gì để cản chân, nó có kỹ năng chiến đấu được ví y như thiên long đang giáng trận. Đây là sân chơi của cái dân chơi, mỗi tỉnh thành đổ về từ miền Tây, từ Vĩnh Long mà đi qua Sóc Trăng. Nghe có gà chiến anh em tao đến đây họp mặt cả đêm, tụi tao kể chuyện về đam mê mà không thể dập mắt. Gà của mày chân xanh và mắt ếch, còn gà của tao bộ lông nó ngủ sắc. Yeah, thích thì chơi thì ok. Gà mày vô đây, cách chơi có cách chơi, mày là khách mời từ trong tay. Gà mày té là xong ngay, đừng lớn tiếng ở trong này. Đam mê nhưng có quy luật, mày giống con gà, điều đó là không hay. Và tụi tao có mấy ông anh làm chủ chừng gà, mấy chân độ lớn và bảo kê đứng bên tường nhà. Tụi mày có bao nhiêu cả chân trai cũng bình thường à. Và nếu như mày muốn bắt xác thì phải xây có người như gà. Một, hai, ba. Gọi là xác kê và tiếng gáy nó cất cao. Một con linh kê và bị cắt đi mất màu, với trận đá hủy diệt hôm qua vừa khiến đối phương bị mất máu. Trên đất Việt Nam bao nhiêu con gà phải đáng đồng tiền vàng, những lời quý hiếm ta không có quyền bán. Một số thì nó vẫn đứng trong diễn lãm, ta không có thiện cảm vì ta ở miền khác. Tụi tao chọn thì không có đòi hỏi, nhưng mà cứ bình dân tao chơi là gà nồi. Chẳng cam đoan gà Việt là gà giỏi, nhưng mà thật là tao thích tao có con gà này. Chơi gà có khi bị trắng tay, có người đá thành triệu phú. Nhiều tiền thật tuyệt vời nên người dân mê. Ta chơi là phải hòa đồng, không có gì mà sân si. Cho nên anh em tứ phương cầm ly rượu mà dâng lên đây. Sau đêm đông chia ly, tâm trí cũng đeo người đi cô đơn.
em lại bước nhanh vội. Một cô sẽ bung bánh cùng người đàn ông đến đón to cao tay cặp đó hoa và hôn môi. Ngậm ngùi trở về căn phòng vắng, tức tối đâm ngực đau và khóc.